Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm sóc béo nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm các te này. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con tôm này. Như vậy là sản phẩm sóc béo của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Đây là sản phẩm găng tay các bạn ơi, mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm con tôm nha các bạn ơi, mình đã kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm thảm màu các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Mình sẽ tô màu sản phẩm máy nướng bánh mì. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu sản phẩm con cáo này.
Như vậy là sản phẩm phạm mộc của mình đến đây là kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Đây là sản phẩm mè đường bánh bề của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm cáo con các bạn ơi, mình đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha.